Nam nấu canh khoai mỡ. Cái màu tím đẹp ha. Bỏ khoai vô cái nước sôi, bỏ khoai vô cái để riêng cho khoai mỡ. Cái bên chỗ cũ mua cái tôm mà nó lọc vỏ sẵn để nó không canh cho tiện làm biếu, bỏ ra cái bầm để bỏ vô canh kìa, thôi mất công lọc vỏ khỏi vỏ nữa. Canh khoai mỡ bên đây là họ họ bán vậy hả, nó lọc sẵn vậy hả? Ở bên đây có khoai mỡ, mà cái khoai mỡ nó màu trắng, nấu nhìn nó không ngon. Cái này mình nấu lên nó vẫn nhựa, nó vẫn ngon như là khoai mỡ bên Việt Nam mình. Có nhiều người hỏi sao tay em đẹp nay đẹp quá vậy? Tự xử. Thấy xa xa thì đẹp lắm, nhưng mà nhìn gần thì chi tiết thì không được đẹp nhau. Lấy nước sơn đỏ có quẹt lên đại. Ăn mít no rồi chắc chiều nay ăn cơm trễ rồi. Bầm hơi hơi cho nó không có nhuyễn lắm đâu. Xíu muối. Bỏ chút xíu muối. Chút xíu đường. Xíu tiêu. Bấm ra em. Ở nhà Hồng Anh thích ăn cái tôm nó không ngon. Nó không nhuyễn lắm. Hơi lớn lớn vậy ha. Nó giòn giòn thôi nha. Đây là cá kho ha. Cá nục Na Uy kho đậu hũ với măng. Nấu nước sôi xong bỏ khoai vô. Xong. Cái màu tím đẹp ha. Bỏ khoai vô cái nước sôi, bỏ khoai vô cái để riêu cho khoai nở. Riêu cho khoai nở ha. Vậy là khoai nở xong rồi mình bỏ tôm. On done, ok. Rồi, chút nữa. Bỏ miếng mắm nữa. Hello, xin kính chào quý vị, cô bác, anh chị, các bạn thân mến. Dạ, nãy giờ quý vị thấy mít ngon không? Trời ơi, số một. Lần đầu tiên trong đời mà mua trái mít mà nó ngon được vậy, mừng quá chừng luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã chỉ cho Lộc làm trái mít để mà
ở nhà có được trái mít ngon quá, muốn chia sẻ với lại mọi người luôn á, mà không biết sao chia sẻ. Cái gì biết sao mà trái mít nó ngon vậy không? Là nhờ cái người đầu tiên mà cắt cái mít đó, cắt cái cùi ra, chọt cái lỗ đó, rồi bởi phên phơi nắng. Đó, cái người đó quan trọng đó. Ai vậy ta? Người chọt lỗ. bây giờ là 2 giờ 30 phút, Hồng Loan xin thông báo tình hình bệnh của nước Mỹ. Số ca bệnh là 914.410 người, số người mất là 51.635 và số người được chữa khỏi là 92.312. Vậy là so với ngày hôm qua thì ca bệnh vẫn còn tăng quá nhiều. Mình nói mình qua cái đỉnh điểm rồi ha, nhưng mà thấy ca bệnh cũng tăng quá. Nhưng mà đỡ cái là cái người mà được chữa khỏi đó thì hôm nay thì được cũng được khoảng 7.000 mấy người, thì cũng là tạm mừng ha quý vị ha. Nhiều khi Hồng Loan cũng không muốn nói về vấn đề bệnh này, nhưng mà Hồng Loan muốn thông báo để mà chúng ta biết, để chúng ta đừng có ý y. Nhiều khi mình không nói đâu, mình không để ý tới thì á. Con chim này của Gia Linh. Gia Linh sinh nhật năm cách đây 2 năm. Năm ngoái thì Gia Linh đòi mua một con chó, con mèo hay gì đó nuôi. Mình bên Mỹ khó lắm, không có nuôi được mấy con đó. Nên quyết định là nuôi chim cho chắc ăn. Nó khôn lắm. Nó nghe tiếng của Loan nó là nó kêu vậy đó. Sáng mà đi xuống cái pha cà phê mà nói chuyện là chỉ kêu sùm luôn. Gia Linh đặt tên là Rainbow. Con chưa, Lộc ngoài Lộc thu á, Lộc mix nhạc 1-2 giờ đêm, 2-3 giờ đêm. Thế Lộc mở nhạc lên á, thì nó hát theo. Lộc tắt nhạc thì nó ngưng. nó hòa với có cái đường nhạc. Có tâm hồn nghệ sĩ luôn. Tâm hồn nghệ sĩ trong đây lắm. Hồng Loan nói tiếp cái vấn đề bệnh đó, thì Hồng Loan muốn update để cho tất cả chúng ta để ý, để mà mình không ý y. Thì theo Hồng Loan được biết thì hiện tại bây giờ nè, là ở quận Riverside là họ quyết định là sẽ mở cửa vào ngày 30 tây tháng 4. Ở San Diego, quận San Diego cũng vậy, quyết định mở cửa ngày 30 tháng 4. Và San Francisco á, thì là ngày 3 tây tháng 5. Đó. Ngoài ra thì tất cả những cái quận khác thì chưa có thông tin gì hết, nhưng mà họ vẫn giữ là ngày 15 tháng 5 nếu không có gì thay đổi trong những ngày gần đây. Thì Hồng Loan thấy Riverside quý vị biết là ca bệnh nặng hơn ở dưới đây, ở Orange County mình nhiều lắm. Nhưng mà họ đã quyết định mở cửa. Thôi bây giờ thì thân ai nấy lo nha quý vị. Chúng ta phải tự bảo vệ cho bản thân mình. Nếu như mà mình cảm thấy mình có business nhỏ, mình cảm thấy là không cần thiết, chưa cần thiết phải mở cửa, thì chúng ta để từ từ cũng được. Thì cái đó là cũng tùy suy nghĩ của mỗi người thôi. Mình mở cửa, nhưng mà Hồng Loan mong là chúng ta phải giữ gìn sức khỏe cho chúng ta, để mà chúng ta thường xuyên gặp gỡ, nói chuyện với nhau như vậy có vui phải không quý vị? Đừng chắc đóng như... cửa anh ơi. Kêu quá. Chờ chút. Con. Nó đói bụng cái gì anh ơi? Nó có đồ ăn mà. Có đồ ăn. Thôi cho con ra đây chơi chút xíu nha. Trời, có một hôm á, quên lấy đồ ăn cho con chim á. Hồng Loan đang đứng, Hồng Loan làm công chuyện, mà nó bay lên cái chuồng, nó bay lên cái nóc chuồng, nó kêu 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 vậy nè. Đó, nó khôn dữ luôn á. Con này là parakeet đó quý vị. Mà nếu mà mình dạy nó đó, là nó có thể nó kêu, nó bước lên tai, rồi nó làm những động tác nhưng mà đơn giản. Trong mấy cái mà người ảo thuật á, người ta hay có những con parakeet này nè, nó thông minh lắm. Có thể nói chuyện được luôn. Hồng Loan được biết là trong cái thời gian gần đây là có một cái số công ty mà thẻ credit card quý vị, họ không có cho chúng ta sử dụng nhiều. Có nhiều người ví dụ như cái giới hạn là được xài khoảng 6.000 đi, thì xài mới chừng 2.000 mấy 3.000 là bị decline. Thì họ nói là họ sợ là trong cái thời gian này nè, mọi người sẽ xài thẻ nhiều quá, và trong đó sẽ có những người họ sẽ xài maximum luôn, rồi sau đó họ cancel, họ không sử dụng nữa. Thì đương nhiên là cancel thì họ vẫn thiếu nợ, nhưng mà họ không trả, họ cứ để vậy đó. Rồi biết đâu nhiều khi họ nợ khắp nơi,
nhiều số thẻ và nợ nhà nợ gì đó rồi họ khai bankruptcy luôn, cho nên những công ty credit card họ cũng sợ. Có quý vị nào bị cái trường hợp đó chưa? Hồng Loan nghe nói nhiều người bị lắm rồi đó. Đúng rồi, có. Nhà À, quý vị ơi, có một cái tin mừng nữa là một cái công ty ở Avai, California, lại gần mình nè. Công ty đó là Carel, thì họ mới mua một cái loại kit thử nghiệm, mà kit thử nghiệm về kháng thể. Thì họ thử nghiệm cho 400 mấy chục người nhân viên của công ty của họ đó, thì ở trong đó thì đã ra kết quả là 10% là Bốn mươi 40 mấy mấy người. người họ có cái kháng thể của COVID-19. Thì quý vị cũng biết là những người mà có kháng thể COVID-19 đó, một là những người đã bệnh và hết bệnh, và cũng có một số người là họ bản thân họ có cái kháng thể đó. Và những người mà có kháng thể đó nhiều khi cũng nguy hiểm nha anh, là tại vì có thể họ bị nhiễm Đúng rồi. mà họ không biết, không có triệu chứng thưa quý vị. Thì Hồng Loan cũng nghĩ là nếu như chúng ta muốn mở cửa để mà làm việc đó, thì chúng ta nên cho nhân viên của mình, ví dụ như những công ty nhỏ thì mình cho nhân viên mình thử để mình biết xem số người có kháng thể tốt như thế nào, để mà những cái người đó cảm thấy thoải mái hơn trong cái hoạt động kinh doanh của họ. À, nói về mà cái virus á, thì khi mà mở cửa, quý vị hãy đề phòng nha. Có những cái người á, hả, cũng kỳ cục lắm. Đi vô chợ thì hả, đứng xếp hàng xong cái người kia đứng xích lánh xa ra, cái là nghĩ là giống như là nói ủa tôi đâu có bị bệnh đâu mà tại sao mà lại né tôi, cái cỡ cái mask ra rồi phun nước miếng vô mặt người ta vậy. Mà cũng hên là cái cô kia là cổ có đeo bao tai với lại đeo mask, và cái bà đó bả đã bị Bị mắc police rồi. bắt rồi Cái cô này 29 tuổi, chắc nghĩ bị tâm là thần hồi hay là hồi tuần stress. trước là bả đã làm cái chuyện đó một lần rồi nhưng mà không có bị bắt. Thì ngày hôm nay đứng gần cái cô đó thì cổ thấy khoảng cách gần quá thì cổ mới lánh xa ra, thì bả mới bực tức, bả nói tôi đâu có nhiễm virus đâu mà đối xử với tôi như vậy, Ai mà biết được? mà là người Mỹ luôn ha, Người Mỹ bởi mình mà mới ai mà ngạc biết được nhiên. người nào không virus, người nào virus? Người ta giữ đúng khoảng Đúng cách khoảng đó cách là điều thôi. đúng chứ người ta đâu làm gì sai đâu. Có một cái người này nữa, người phụ nữ này rất là trẻ, 104 tuổi. Bà ở nhà mà vẫn là khỏe nha, bà mang những cái mask, mà đặc biệt á là cái máy may của bà đó là máy may này ai Việt Nam mình ai cũng biết. Chắc cũng 100 tuổi gần 100 tuổi, máy may năm năm nay sinh ra 1900 1939, cái máy đó, máy đó đó. cũng 8 mấy tuổi rồi. Mà máy may này ai Việt Nam mình cũng biết ha, cái hiệu này nổi Mình tiếng. nhìn cái máy may tự nhiên mình nhớ về tuổi thơ ha, hồi xưa mình thấy cái máy này nhiều lắm. Nhất là Lộc, tại là mẹ Lộc làm thợ may mà ở nhà có 4 năm cái máy may đó đó, bởi vậy hả, nhìn là thấy là nhớ là về cái tuổi thơ của mình liền. Thưa quý vị, cái hãng hàng không United đó, họ đã bắt đầu họ cho phép nhân viên họ, tiếp viên hàng không ở trên máy bay và được đeo mặt mask. Hồi lúc trước thì họ chỉ cho những cái con đường mà đường bay mà có giống như là nguy cơ nhiều thì mới cho, bây giờ thì họ cho À, phép đeo hết. Như vậy thì mình cũng cảm thấy sẽ thoải mái an toàn hơn đối với lại nhân viên và cũng đối với khách hàng luôn ha quý vị ha. có một cái tin nữa là ông giám đốc của WHO á, tổ chức WHO đó quý vị, thì ổng giống như năn nỉ ông tổng thống Trump là hãy xem xét lại cái vấn đề mà ngưng tài trợ cho WHO, tại vì hiện giờ kinh phí nó cũng cạn cạn kiệt dần và Trung Quốc cũng mới tài trợ thêm cho nó hình như là 30 triệu nữa hay gì đó. Nhưng mà 30 triệu đó đâu xi nhê gì với lại 400 mấy chục triệu một năm của Mỹ đâu, phải không quý vị? một năm mà 400 mấy chục triệu quý vị. Và Tổng thống Trump cũng chưa lên tiếng, và ông mà Phó Tổng thống thì nói là dứt khoát là không. Đúng rồi. Vừa rồi ở bên Canada xuất khẩu từ Trung Quốc qua hơn 1 triệu cái mặt mask KN95 thì người ta coi lại là không có cái nào sử dụng được hết. Nó mánh mung lắm nha, nó gửi mẫu hàng qua cho Canada thì cái mẫu hàng KN95 rất là tốt, giống y chang như N95 của Mỹ vậy đó. Thì Canada mới bắt đầu order, đem qua, nó nhập qua hơn 1 triệu cái mà toàn là đồ dởm không. Mà Canada bây giờ người ta quá là khốn đốn luôn, bây giờ
tất cả trang thiết bị y tế là toàn là order Trung Quốc không mà họ không biết order ở đâu. Thật sự giờ trên thế giới là không biết lấy những cái mặt hàng đó ở đâu nếu mà mình không tự sản xuất. Một cái điều cũng rất là khó khăn cho cả thế giới luôn. Mà Trung Quốc nó quá là ác đó. Nó làm ra những cái sản phẩm như vậy để cho người ta đã bệnh lại càng bệnh thêm. Tốt nhất là tự may rồi tự đeo thôi. Vậy chắc ăn hơn nhiều. Nhưng mà bên y tế đó, người ta đang rất là khan hiếm cái đó. Mà giờ người ta không có để sử dụng nữa. Thì hy vọng là những người dân ở Canada thì cũng giống như bên Mỹ mình, cố gắng tự may ở nhà để mà quyên góp vô cho trang thiết bị y tế cho Canada. Canada bây giờ đang khó khăn lắm. Thôi bây giờ không nói chuyện bệnh không nữa. Không nói chuyện bệnh đi. Không nói chuyện buồn nữa. Nói chuyện ngon đi. Hồi nãy cái mít, trời ơi, Lộc ăn thử một miếng. Nó ngon gì đâu ngon. Cái mít này là đúng ý gia đình Hồng Loan thích luôn. Thích ăn cái mít, cái màu nó vàng nghệ như vậy ha. Mà nó mềm, khô. Nó khô, xốp xốp, chứ nó không bị nhão. Nó mềm, chứ nó không nhão như tố nữ, không nhão như mít ướt. Mà nó không khô như mít dừa. Cái mít này là giống như là... Nó đặc đặc. Thế không biết ai chọn như mình nữa rồi. Tự nhiên mua được mà ngon. Lọc chọn. Trời ơi, Loan chọn trái này rồi, cái đem trái khác lại. Em nhìn coi hai trái coi trái nào ngon hơn. Thì mình phải compare thôi. Mình coi cái trái nào ngon thì mình lấy. Nhỏ giờ thì... kể công là anh chọn. Ai cắt? Anh cắt mà, anh cắt cái lỗ mà. Ok, giờ anh nha, cảm ơn nha. Cảm ơn. Mấy lần sau mua có ngon gì nữa không, không biết. Bây giờ chia sẻ với quý vị một cái hình ảnh vui một chút. Thì chúng ta chuẩn bị để mà mở cửa. Và những cái tiệm hớt tóc mở cửa thì công nhận mấy thợ hớt tóc mà sao họ có thể làm như vậy được ha. Công nhận sao họ khéo tay dữ vậy ta. Họ làm nhìn nghề luôn á. Nè, thấy không? Cắt từ xa ha. Ừ, lấy tông đơ luôn. Cây lược bằng cái cây rồi tông đơ luôn. Mà họ gắn vô cái cây. Đó. Mà xa lắm sao người ta làm được hay ha. Thì phải cách quẩn cách xóa viết nè, rồi gọi đầu nữa. Ồ, gọi đầu nữa. Hay ha. Rồi đầu rồi cắt tóc đó. Yeah. Vậy là an toàn ha. Nếu mà quý vị nào mà làm tiệm tóc mà muốn mở tiệm lại là phải tập cái này trước rồi mới được tập mở. Tập tạ trước nha quý vị. Quý vị tập tạ tay quý vị mới chắc, còn không rung là một hồi là cái tóc đi hết. Cạo sạch. Một cái hình ảnh rất là dễ thương, rất là xúc động. Hồng Loan có nói với quý vị về những cái người mà làm vệ sinh cho cái bệnh viện. Những người đó rất là đáng thương. Tại vì những người đó đôi khi họ không có đầy đủ trang thiết bị nữa. Thì ở một cái bệnh viện này, người ta coi như là tất cả các y tá, bác sĩ, họ đứng ra để mà họ cảm ơn cái người nhân viên làm vệ sinh. Một hình ảnh rất xúc động. Một cái nghề mà xác suất lây nhiễm cao nhất là cái nghề vệ sinh của bệnh viện. Họ hứng thải những cái chất thải luôn á, rồi những cái gì mà độc hại nhất người ta thải ra. Không những vì mùa dịch đâu mà tất cả trong những mùa bình thường á, họ cũng là cái người dễ bị gây nhiễm nhất. Đúng là phải đáng nhìn như dễ thương nha, khóc luôn. Giống như cảm ơn rất nhiều những cái người mà đã làm những cái nghề đó, là những người thầm lặng đó. Những người thầm lặng mà hy sinh rất là nhiều á. Dạ, bây giờ đó thì Hồng Loan xin phép được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Đầu tiên là cảm ơn An Huệ Quỳnh ở Houston, Texas. Cảm ơn chị đã quan tâm và ủng hộ đến cái YouTube channel của Hồng Loan. Ở Houston hình như là bây giờ đang nóng lắm phải không chị? Chị nói là Houston nóng hơn 80 độ. Trời nhưng ơi. Mà ngày hôm nay là Cali cũng nóng lắm. Cali rồi. Cali cũng nóng rồi. Hôm nay đây là 90 mấy độ đó thưa quý vị. Loan với Lộc không Katie biết. Katie Nguyễn. Chị Katie Nguyễn. Katie Nguyễn thì cũng chỉ tên những cái loại hoa mà Loan với Lộc không mới biết. Cây Tiên Nguyễn là nói là là cô Cây Tiên Nguyễn tên là Loan. Cô tên Loan. Cô cũng có cái niềm đam mê là làm vườn giống như mẹ của Hồng Loan vậy ha. Vậy thì cô có biết về hoa nhiều thì cô chia sẻ cho Hồng Loan biết. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều. Rồi em Liên Quỳnh thì ở Vancouver. Liên Quỳnh ở Vancouver. Có nói là khi nào mà Hồng Loan qua đó là đãi Hồng Loan ăn lobster.
đãi Hồng Loan đi shopping nữa. Mà đi shopping dám dám đãi Hồng Loan mua đồ không nha? Cái đó cô suy nghĩ lại. À, nhưng mà cái vụ mà shopping này với lại ăn seafood là gia đình Hồng Loan ai cũng thích hết trơn. Hy vọng là một ngày sẽ gặp em Liên Quỳnh ở Vancouver ha. Gia đình của chị Hồng Loan cũng muốn đi Vancouver, nhưng mà đợi cho bé Gia Linh lớn một chút đó, thì năm nay hoặc là năm sau gia đình dự định là đi Canada đó, nhưng mà tự nhiên cái bị cái mùa dịch rồi cái xong rồi cũng chưa biết luôn, nhưng mà chắc có lẽ là năm sau thì hy vọng chúng mình sẽ gặp nhau ha. Cái mùa dịch này nó hại người lắm quý vị ơi. Mọi dự tính, mọi dự đoán là coi như là bỏ qua hết. Sinh nhật của Gia Linh tháng 4 bỏ qua luôn. Rồi tháng 6 định đi châu Âu cũng dẹp qua luôn. Rồi tháng 7 định về Việt Nam cũng bỏ qua luôn. Thôi tới đâu hay tới đó. Nếu mà mọi việc nó êm xuôi, nó mở cửa sớm thì hy vọng mình có thể về Việt Nam. Bây giờ về Việt Nam thôi. À, những cái dự định đi những chỗ khác thì chắc có lẽ năm sau mới đi. Năm sau nữa. Ở đây thì có em TM. À, em nói chị Hồng Loan nói chuyện vui quá. Cảm ơn cưng. TM. À, rồi Quyên Hồ thì cũng khen hai vợ chồng rất là dễ thương. Dạ cũng xin chúc chị và gia đình lúc nào cũng vui vẻ và mạnh khỏe. Rồi Nguyễn Huệ, Huệ Nguyễn cũng rất là ủng hộ cho Loan với Lộc. Cô Hà Lê từ Australia, từ Úc cũng chúc sức khỏe gia đình. Con Cúc kính chúc cô nhiều sức khỏe, gia đình lúc nào cũng êm ấm và nhiều hạnh phúc nha. Rồi em Nghi Lê cũng yêu anh chị quá. I love you too. Hồng Loan rất là cảm ơn tất cả mọi người đã không có ngờ mà mình lên mình nói chuyện vậy mà được mọi người yêu thương và mọi người cùng chia sẻ với Loan với Lộc quá nhiều như vậy. Có người ở Pháp đấy nè, Loan Trần Friends phải không? À, chắc là friend hả? FR chắc friend. Loan Trần thì khen bé Gia Linh giỏi quá, biết phụ ba mẹ. Rồi Nguyễn Mai thì nói là thấy ông ngoại bảo quốc ngắm cháu ngoại Gia Linh làm mà với cặp mắt rất ư là triều mến. Thật ra đó quý vị, Lộc với Loan không dám cho Linh làm gì hết. Nhưng khi đi làm mà đưa lên video người ta hiểu lầm á, người ta cứ tưởng là mình cho con mình làm bậy bạ, tuổi của nó là phải chơi học thôi. Nhưng mà Linh nó ngộ lắm, nó thích làm, nó kêu ba mẹ ơi quay với con muốn làm vậy làm kia vậy đó. Thích làm lắm. Chỉ thích phụ ba mẹ lắm. Còn nói về Gia Linh với ông ngoại là trong nhà là Gia Linh là thương ông ngoại nhất luôn, cái gì là cũng ông ngoại đầu tiên, ngộ vậy đó. Mà hình như là Gia Linh cũng được hưởng cái gen của ông ngoại là dĩu dữ lắm. Chị rất là vui tính, làm hề đồ rất là vui. Bữa nào Lộc sẽ post cái video Gia Linh với ông ngoại hát với nhau mà cách đây 4 năm. 4 năm. Bài Nhông Nhông. Bài Nhông Nhông, Nhông Nhông, Ba Làm Con Ngựa. À lúc đó Linh mới có 4 tuổi thôi. Để bữa nào Lộc post cho quý vị coi nha. Quý vị nếu mà ai thích thì yêu cầu đi, Lộc thấy nhiều Lộc mới dám bỏ xe nha. Ok thôi, cũng đã hết giờ rồi. Để cho quý vị một là làm công việc nhà gì đó, và hoặc là có nhiều người bây giờ cũng khuya rồi chuẩn bị đi ngủ phải không. Chúc cho mọi người một cái cuối tuần thật là vui vẻ, thật là ấm áp, và cái nắng nóng nó sẽ xua đuổi hết con virus đi ra khỏi thế giới của chúng ta nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc mọi người mọi nhà nhiều sức khỏe và nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt quý vị.